ở đây mình mua khoảng 1 kg thịt bò nè các bạn, nhưng mà dạng gân bò. Thì hôm nay mình sẽ kho bằng gân bò chứ không có nạc ha. Bên cạnh đó thì mình sử dụng 3 củ hành tím, 3-4 củ tỏi, mình băm nhuyễn. Và ở đây mình sử dụng 2 trái ớt, mình cắt như thế này cũng được, hoặc là băm nhuyễn cũng được ha các bạn. Ngoài ra thì mình còn có 4-5 tép xả nè. Đó, mình cắt khúc, đập dập rồi cắt khúc ha. Ở đây là cà rốt, mình cắt bông và cắt khúc như thế này luôn. Nè, các bạn thấy bảng nó dày như thế này ha. Ở đây thì các bạn biết không, cái lá quế để mình ăn kèm với bò kho, thì cái này là lá của rau nhà mình trồng đó. Nè, các bạn thấy có bông luôn nè. Ngoài ra thì để nấu bằng nồi kho bằng áp suất á, thì mình sử dụng một trái dừa tươi như thế này ha. Gia vị không thể thiếu gồm có đường nè, bột niêm, muối, nước tương cùng với lại dầu ăn và tiêu nha các bạn. Đây là tiêu nè. Mình sẽ ướp thịt bò trước. Nấu bò kho thì chúng ta không thể thiếu gia vị nấu bò kho này, thì rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ ướp vào trong cái thịt bò này. Gia vị này là 250g nè các bạn. Thì mình sẽ bỏ trước một nửa thôi. Đó. Trong đây mình sẽ ướp 1 muỗng đường, 2 muỗng cà phê bột niêm, muối nè, mình cho 1 muỗng cà phê muối nha, như thế này. Tương, các bạn cho khoảng 2 muỗng canh nước tương nha các bạn. Và tiêu, đây là tiêu nè các bạn, mình sẽ cho tiêu vào và mình sẽ trộn đều bằng bao tay cho thấm nha. Mình sẽ bắt chảo lên bếp ha. Khi chảo nóng mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào. Tiếp theo đó mình sẽ bỏ hết phần xả vào nha các bạn. Rất là hấp dẫn ha, mềm này nè các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ đổ ngược lại cái chảo hồi lúc nãy nha. Ơi, cái món bò kho nè mình đã nấu xong rồi, làm bằng nồi áp suất ha, rất là nhanh nè, các bạn thấy hấp dẫn không nè.
rất là nóng, ở trên là củ cải đỏ cà rốt đó các bạn. Ngoài ra để ăn kèm với món bò kho này, hôm nay mình ăn là mì gói. Đây mình trụng một gói mì như thế này. Màu sắc rất là hài hòa ha các bạn, xanh đỏ đủ hết, rất là bắt mắt. Nè các bạn thấy cái dĩa rau, rau này là rau lá quế nhà trồng, chứ ở ngoài tắt vào trong cái muối để mình chấm thịt bò ha. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món bò kho trước. Ở đây là mình chỉ chọn gân thôi. Nè các bạn, mời các bạn nha. Ôi cái mùi tắc thơm, thơm lắm luôn đó. Nè, rất là hấp dẫn. Mình chọn cái gân bò các bạn, vừa nạc vừa mỡ nè. Gân nhiều nạc ít thôi. Đây các bạn thấy không, cái miếng này đó, rất là to nè đó, mình lật qua cho các bạn thấy rất là ngon, mùi tắc rất là thơm nha các bạn. Mình chấm nè, mình chấm với là miếng tắc, mời các bạn nữa nha. Nó quế mình thử cái nước bỏ vào trong cái mì như thế nào nha. Đây nước sốt nè các bạn, nước này là nước dừa tươi ha, hoàn toàn là nước dừa tươi hết. Cái này là mình nấu bằng nồi áp suất đó các bạn, nên chỉ cần một trái dừa cho một cái thịt đó là vừa luôn, tại vì nó áp suất thường là nó tách nước á, nó ra nước thêm nên không có sợ cạn, giống như mình nấu bằng bếp ga. Bếp ga thì mình hầm bò lâu thì nó sẽ cạn nước, còn cái này thì nó không cạn lắm. Nào, mời các bạn, màu xanh, màu vàng rất là đẹp ha. Các bạn hầm tí xíu thôi, củ chính là tắt bếp là được rồi. Thêm nếm lại, vừa khẩu vị nha mình, rất là ngon. Cà rốt này nó rất là bổ mắt. Mình thích ăn cà rốt. Mì đây chỉ có một gói thôi đấy nha. Đây mình đó, rất là hấp dẫn. Ngon quá. Vậy mình chia sẻ tới đây thôi cho các bạn cùng biết thôi ha. Thì cảm ơn các bạn đã nhiều đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha.